Hello guys, welcome back to Boop channel. Today we have watermelon and banana, and it's time for meal, and Bob so hungry. Bob has a new friend, and the first we have reaction when Bob eat. I take the banana. This is a tiny banana in my country. Hey, do you like that? Banana or watermelon? Can you see him? And Bob has a new friend, Marmoset Monkey. This is Marmoset Monkey. Can you see? He eat watermelon. But seem he don't like. You can see him. Gì ra con bông kia? Tao uống hết luôn rồi. Cầm đi. Hút. Đây, you can see. Đi đang thăm con Trang đẻ, kêu là nhờ ai trông hơn thằng cu được không? Trông à? Trông nháo hờn. Đi đang thăm ở. Bây giờ đi. Giờ. Đi bây giờ tôi tắm rửa xong rồi đi đến sớm, chứ 7 giờ sợ đèn nó 8 giờ. Thì mày Trang nằm ở bệnh viện nào không? À, mấy khoa mấy đầu mấy có gì năng kim tiểu một tí nữa chị chở mẹ lên đó, đi đón thằng Phú xong chạy lên đó. My marmoset monkey eat watermelon. Oh, banana. You want? Hey, you want eat banana? No. Bông. Giờ hậu đấy có con nào đụng chưa? Chưa. Cái đuôi em nhỉ? Thank you.
Hey hey hey, look look look. Look my monkey baby. Hey. Do you cat? Do you cat that? Hey. Hey. What are you doing? Same headphone. Bye bye and see you in the next video.